Những lúc đi lên thì một mình Mỹ Khôi, em lại còn không đi thẳng nữa, em đi đang hơi bị xiên xẹo. Và em quay sang nhìn hai bạn nhưng mà hai bạn lại không giao lưu ánh mắt với Mỹ Khôi. Các bạn đang là pose dáng tạo hình một cách khá là nhàm chán. Khi mà các em tạo dáng trong một cái video clip á, thì các cái động tác của em nó rất là smooth, nó rất là trơn tru, nó phải có một sự liền mạch nào đó với nhau. Liên diễn chủ động lên em. Hà Liên mở cái vai ra, thả lỏng cái vai ra. Điểm yếu của em lớn nhất đó nằm ở cái vai. Quỳnh Trang đổi dáng. Trang á, là cái lưng của em không uyển chuyển một chút nào cả. Cô rất điệu thế nhưng mà lại cái lưng lại không uyển chuyển. Khi mà mình đứng tạo dáng thì mình gọi là hơi bị over quá, nên là cũng biết sao được. Quan trọng là mình coi những cái lời chê của giám khảo ngày hôm nay sẽ là những cái góp ý tiếp theo để Trang tiếp tục cải thiện thôi. Lắc cái hông vào đi Trang. Nhìn người chị nè, nhìn nè Trang. Cái hông vào, người đi ra. Chân vào ở bên trong, người ra bên ngoài. Liên ơi Liên, hoặc là em nắm hai tay lại với nhau, hoặc là trong hãy cái hông lên. Hãy cái hông mày lên. Hoặc chống tay đi. Đúng rồi. Thần thái nha. Thanh thoát, thanh tao, sang trọng, đài cát, bước đi uyển chuyển, nhịp nhàng. Khi mà nhận những bộ đầm của bên Alice thì Khôi cảm thấy là những bộ đầm này rất là phù hợp với cái phong cách mà Khôi đã lựa chọn được. Đó chính là phong cách thanh lịch. Form dáng của những chiếc đầm này đều rất là sang trọng, quyến rũ và đâu đó là một cái chút quyền lực. Chú ý về bố cục, các bạn đổi biểu cảm đi. Thanh tao bằng thần thái thì sẽ dịu nhẹ ánh mắt xuống nha các em. Các em cười cũng nhiều, nhưng mà chủ đề của các em ở đây là đang là elegant, thanh lịch. Thì chị chưa nhìn thấy được cái sự thanh lịch thực sự. Rồi hết cái để diễn rồi phải không? Hòa Liên thì em đang bị lúng túng. Em cứ quay qua quay lại với hai bạn, tay ôm eo hai bạn mà không có diễn cho bản thân em. Cho nên em đang khá là mờ nhạt. Mình phải biết được cái điểm yếu của mình ở đâu thì tôi hoàn toàn chấp nhận đây là cái điểm yếu của tôi và tôi có một chút gì đó mờ nhạt so với hai bạn này. Còn Trang thì những lúc mà em cười thì em rất đẹp, nhưng mà em làm mặt lạnh á, em làm chưa ra là em thả lỏng hoàn toàn cơ mặt và nhìn em rất buồn. Em phải giữ được cái tinh thần của mình. I am elegant. Ở đây các em đều đã được học như thế nào là một quý cô thanh lịch rồi, mà các em vẫn thể hiện chưa có hoàn hảo thì chị nghĩ rằng là đó là một cái điều mà các em chưa phải là quá xuất sắc.